Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 8 tháng 4 trên kênh VTV Thiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do chịu ảnh hưởng bởi gió đông bắc kết hợp với gió tây nam, từ ngày mai đến ngày mùng 9 tháng 4, một vùng áp thấp sẽ hình thành trên khu vực của Nam Biển Đông, không loại trừ khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Theo nhiều mô hình dự báo lớn trên thế giới cho biết, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu ở trên khu vực đông bắc của Biển Đông. Thế nhưng các bà con ngư dân ở khu vực các vùng biển phía nam cũng như khu vực phía tây nam của quần đảo Trường Sa cần đề phòng dông lốc và gió giật mạnh khi vùng áp thấp đi qua. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm về vùng áp thấp này cho các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn đối với tình hình thời tiết trên đất liền, dự báo trong những ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Tuy nhiên, nắng nóng sẽ không kéo dài lâu. Đối với khu vực Bắc Bộ, từ ngày 13 tháng 4 trở đi, do chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh yếu mới kết hợp với đó là nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, mưa dông diện rộng sẽ diễn ra trên nhiều khu vực. Trong ngày hôm nay cho đến ngày mai, nhiệt độ ở các khu vực ở Bắc Bộ có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Dự báo trong đêm nay trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất hầu khắp khu vực ở Trung Du và Đồng Bằng từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Sang đến ngày mai đến trưa chiều trời hưởng nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông Bắc Bộ cũng như khu vực phía tây Bắc Bộ sẽ tăng lên cao từ 28 đến 31 độ. Riêng các điểm như Mường Tè, Tuần Giáo hay là Mường La, nhiệt độ cao hơn ở mức từ 32 đến 34 độ. Vùng áp thấp phía tây cũng mang đến nắng nhiều hơn cho các tỉnh thành miền Trung. Nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng như ngày mai trên các tỉnh thành phố của miền Trung đều tăng lên rõ rệt. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay và ngày mai cũng là một ngày nắng sớm, thời gian nắng kéo dài với cường độ nắng mạnh. Vì thế, nền nhiệt ở hai khu vực này đều tăng cao. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên với mức nhiệt cao từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 32 đến 34 độ. Nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại ở một số nơi ở miền Đông như tại Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai với mức nhiệt xấp xỉ là 35 độ.